Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá Yamaha Exciter 1/50/2009 tháng 1 năm 2009 giảm giá mạnh lên đến 1,5 triệu đồng. Các phiên bản Yukontai Yamaha Exciter 1/50/2009 hiện có mức giá bán không đồng đều ở Việt Nam. Một số phiên bản đang giảm mạnh khi Tết Kỷ Hợi 2009 đang tới gần. Cho đến thời điểm hiện tại, Yamaha Exciter 1/50/2009 vẫn là ngôi sao sáng của dòng xe máy nhà Yamaha ở thị trường Việt Nam. Và bởi thực tế, rất nhiều cái mẫu xe của Yamaha đã duy trì cái mức giá bán thực tế thấp hơn so mức giá đề xuất trong suốt một thời gian dài. Thế nhưng Yamaha Exciter 1/50/2009 vẫn là cái dòng xe rất nóng, nhận được rất nhiều cái sự quan tâm và thường luôn được các lý đẩy giá bán cao hơn hẳn so mức giá bán đề xuất. Có điểm mức giá đó trên cao lên tới là vài triệu đồng cho tất cả các phiên bản. Tuy nhiên, theo giới thạo xe ở trong nước cho biết rằng, bắt đầu từ tháng 1 năm 2009, cái chiếc Yukontai Exciter 1/50/2009 lại có mức giá bán diễn biến rất là trái chiều trong những phiên bản khác nhau. Cái chiếc Exciter phiên bản EDC thì không trên, trong khi Exciter Mobistar thì giảm 500.000 đồng. Còn cái chiếc Exciter CB thì giảm mạnh lên tới 1,5 triệu đồng. Trái lại những phiên bản như là Exciter kỷ niệm 20 năm hoặc Exciter Russo thì có mức giá bán tầm là 50 triệu đồng, giảm hơn so với thời điểm trước đó nhưng vẫn trên cao hơn so mức giá đề xuất khoảng là 2 triệu đồng. Những diễn biến này được lý giải rằng rất có thể cái sự ra mắt của phiên bản Russo hoàn toàn mới, đây khiến cho những khách hàng phân vân lựa chọn, tạo ra cái sự thay thế cho các phiên bản là CB và Mobistar. Nhưng cũng có cái sự giảm giá như vậy để Yamaha mang tới cái sự kích thích mạnh mẽ hơn nữa, để nhu cầu mua sắm trong cái tháng giêng tăng cao hơn. Để giúp những bạn xem clip có những thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật cái giá xe Yamaha Exciter 1/50/2009 hoàn toàn mới ở bên dưới đây. Yamaha Exciter 1/50/2009 các bản EDC, mức giá đề xuất là 47 triệu đồng, giá thực tế 47 triệu đồng. Yamaha Exciter 1/50 CB 2009, mức giá bán đề xuất là 47 triệu 500 nghìn đồng, giá bán thực tế chỉ còn 46 triệu đồng. Yamaha Exciter 1/50 2009, các bản Mobistar, mức giá bán đề xuất là 48 triệu đồng, giá bán thực tế là 47 triệu 500 nghìn đồng. Yamaha Exciter 1/50 các bản kỷ niệm 20 năm, mức giá bán đề xuất là 48 triệu đồng, giá bán thực tế 50 triệu đồng. Yamaha Exciter 1/50/2009 Russo có mức giá bán đề xuất là 48 triệu đồng, giá bán thực tế 50 triệu 500 nghìn đồng. Lưu ý, giá thực tế còn tùy thuộc vào tận lý và khu vực bán xe. Cảm ơn các bạn hãy dõi clip này hay là kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.